Mẹ thiện nhân lên tiếng không ngăn cấm con yêu đồng tính, bật khóc vì cuộc sống gia đình đảo lộn. Sau những lời con gái chia sẻ, mới đây phụ huynh giọng ca sinh năm 2002 đã lên tiếng khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Mẹ thiện nhân buồn bã khóc rất nhiều, nói không ngăn chuyện tình của con, chỉ không tin tưởng người bạn của con gái đang yêu. Vừa qua, thiện nhân là cái tên chiếm sóng mạng xã hội khi lùm xùm giữa cô và gia đình xuất hiện. Sau khi gia đình của nữ ca sĩ đăng tải thông báo mất liên lạc với con gái, cô cùng với người yêu đồng giới đã mở livestream phản bác. Cho đến mới đây, trong buổi gặp mặt truyền thông, mẹ và anh chị của thiện nhân lần đầu nói về ồn ào xoay quanh nữ ca sĩ 20 tuổi. Từ quê nhà Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay, bà Hồ Thị Tân, 52 tuổi cho biết mệt nhoài, buồn vì cuộc sống gia đình đảo lộn sau khi con công khai chuyện riêng, nói người thân cấm cản chuyện tình yêu. Trước khi bắt đầu câu chuyện về ca sĩ thiện nhân, chị gái của thiện nhân, chị Nguyễn Thị Bích Lê, được thiện nhân nhắc đến trong livestream ngày 16 tháng 7 với tên gọi là chị Nam, khẳng định tất cả những gì phía gia đình chia sẻ trên fanpage thiện nhân và với truyền thông đều là sự thật. Gia đình không có nhu cầu thêm bớt bất cứ điều gì vì người có liên quan là em gái ruột, là máu mủ của mình. Bà Hồ Thị Tân, 52 tuổi, cho biết mệt nhoài, buồn vì cuộc sống gia đình đảo lộn sau khi con công khai đời tư, nói người thân cấm cản chuyện tình yêu. Mẹ nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi xem livestream của con út Nguyễn Thị Nhân vào hôm 16 tháng 7, không có từ nào để mô tả được cảm xúc buồn bã mà chúng tôi đang phải gánh chịu. Tôi cũng biết chuyện gia đình mình đang trở thành đề tài bàn tán, thậm chí chỉ trích. Qua buổi chia sẻ này, tôi mong cộng đồng mạng đừng chỉ trích con út cũng như anh chị của nó. Suy cho cùng, hai anh chị của thiện nhân đều còn trẻ. Sau những lời nói gây tổn thương của thiện nhân đối với anh chị nó, tôi mong hai đứa con mình đừng trách em. Và tôi càng mong cộng đồng mạng đừng chỉ trích nhân vì nó còn nhỏ dại quá. Con dại cái mang, tôi chỉ cầu xin mọi người bỏ qua cho sự khờ khạo của con mình. Là mẹ, tôi mong việc được sớm kết thúc, cả nhà không nói qua nói lại nữa. Gia đình luôn dang rộng vòng tay đón nhân về để cùng tháo gỡ khúc mắc. Từ trước đến nay, con là một người rất hiếu thuận, nghe lời cha mẹ. Tôi không tin con bỗng nhiên đổi tính như vậy. Bà Tân khóc cho biết mong cộng đồng mạng đừng ném đá hay chỉ trích con gái út. Trong buổi gặp gỡ báo chí, chị Bích Lê, 27 tuổi, chị ruột của thiện nhân, gia đình không phản đối xu hướng tình cảm của cô. Người chị nói, nếu nhân yêu đồng giới, cả hai cùng xây dựng sự nghiệp đường hoàng ổn định, chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Chúng tôi không đồng thuận em quen bạn gái hiện tại vì thiếu tin tưởng ở người này. Đại diện gia đình cho biết, mâu thuẫn nảy sinh cuối năm ngoái khi thiện nhân gặp lại NT, người cô quen khi thi The Voice Kids 2014, nhưng sau đó bật tin nhau. Khoảng tháng 10 năm 2021, người này liên lạc với gia đình nhiều lần và hẹn gặp thiện nhân. Lúc đó, dù lo lắng em gái còn trẻ, tôi đồng ý để em gặp bạn, đồng thời dặn em chú tâm học hành do thiện nhân đang thi cuối kỳ ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Về sau, tôi bất ngờ khi thiện nhân muốn ra riêng, không sống chung cùng anh chị như trước nay. Tôi tôn trọng ý định của em, nhưng đề nghị em xin phép bố mẹ. Chị ruột nữ ca sĩ bày tỏ. Đầu năm nay, thiện nhân và người tình về quê Bình Định xin gia đình cho cả hai được sống chung kết hôn. Khi đó, mẹ ca sĩ chưa hiểu rõ về cộng đồng LGBT nên không chấp nhận. Khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ cùng bạn gái dọn ra ngoài sống. Hồi tháng 3, thiện nhân nói ý định ngừng hát một thời gian làm kinh doanh riêng. Sau đó, gia đình mất liên lạc với cô. Gần đây qua truyền thông biết cô và người yêu kinh doanh công ty du lịch ngưng học ở Nhạc viện, gia đình quyết định lên tiếng mong cô suy nghĩ lại. Trước đó, Nhân chưa bao giờ có ý định theo ngành du lịch, cũng không có kiến thức về ngành này. Chị ca sĩ nói, trả lời về việc thiện nhân tố cáo bị gia đình đánh đập, anh chị ca sĩ cho biết mâu thuẫn buồn một phần do quản thúc thiện nhân quá nghiêm. Chị gái thừa nhận thời gian ở chung, thiện nhân quen ai làm gì cũng phải báo cáo người thân, khiến cô khó chịu. Tôi từng tát em một cái vì không kìm được bình tĩnh, đó là lần đầu tôi đánh em, con bé lúc đó khá sốc vì luôn được cưng chiều, cô nói thêm. Ngoài ra, anh chị cô không phản đối việc bị thiện nhân nói ăn bám em gái. Thừa nhận sau khi thiện nhân đoạt quán quân The Voice Kids, họ bỏ việc để đưa đón cô học bán trú, lo cơm nước và quản lý khâu truyền thông đi diễn.